Hi, xin chào các bạn đã đến kênh YouTube channel của mình. Rất là vui ngày hôm nay thì em lại được chia sẻ cho mọi người những cái thông tin vô cùng là tuyệt vời, đặc biệt là các bạn đang sử dụng cái sàn MEC. Và các bạn nào chưa có tài khoản MEC hoặc đang sử dụng các cái sàn khác cũng chưa có tài khoản MEC thì các bạn hãy nhanh chóng đăng ký tài khoản MEC để nhận những cái ưu đãi vô cùng là tuyệt vời. Thì như các bạn đang nhìn trên cái màn hình điện thoại của em thì hiện tại thì sàn MEC Global đang thông báo vô cùng là tuyệt vời, đó là miễn phí cho tất cả các người dùng tài khoản MEC. Khi các bạn giao dịch trên Shippot thì các bạn được hoàn toàn miễn phí, không bị mất một cái đồng nào khi các bạn giao dịch. Và thời gian bắt đầu là từ 22 giờ tối ngày 31 tháng 8 năm 2022 cho đến khi thông báo tiếp theo. Đấy, thì các bạn hiện tại thì các bạn có thể chơi giao dịch mua bán chốt lời chốt lãi trên cái Shippot này thì các bạn sẽ không bị mất phí, vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Đây, MEC vui mừng thông báo ra mắt chương trình ưu đãi miễn phí Maker. Đấy, giao dịch trên Shippot là không bao gồm giao dịch ETF. Đấy, ok, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, thì bạn nào mà chưa có cái tài khoản thì em sẽ để link tải video hướng dẫn cách đăng ký sàn MEC như thế nào ở dưới phần mô tả và bình luận của video, hoặc là các bạn cũng có thể vào kênh YouTube, các bạn search Thành Vlog YouTube đấy, như các bạn đang nhìn trên màn hình điện thoại của em. Sau đó mọi người ấn vào danh sách phát thì mọi người sẽ nhìn thấy chỗ hướng dẫn từ A đến Z về cái sàn MEC này đấy. MEC chính là phiên bản mới nhất của MXC hay là MXC Pro, nên mọi người cứ yên tâm mọi người tải nhá. Cách mua bán giao dịch có hết rồi, ok. Và sau khi mọi người tạo cho mình một cái tài khoản MEC rồi thì mọi người sẽ vào cái phần ứng dụng trên CF Play, thì mọi người sẽ lên CF Play mọi người tải hoặc App Store mọi người tải. Đấy, hiện tại Bitcoin đang 20.000 đô này. Đấy, MX này rất là tuyệt vời đúng không ạ? Ok, đây, và khi mà các bạn là người dùng mới thì các bạn sẽ nhận ưu đãi vô cùng là tuyệt vời. Các cặp đây này, giao dịch này, để mọi người nhớ nào, Shippot này không bao gồm ETF nhé. ETF các bạn giao dịch chỉ bị mất phí nhé. Đó, các cái cặp giao dịch này rất là tuyệt vời. Ok, ngoài ra thì các bạn cũng có thể là nhìn này. Đấy, giới thiệu. Đấy, giới thiệu thì các bạn sẽ nhận được cái ưu đãi giao dịch và nhận được lợi nhuận hoa hồng mọi người nhé. Ok, rất là tuyệt vời mọi người ạ. Đấy, để kiếm tiền hoa hồng lên đến 30% trong mỗi giao dịch trên cái máy Shippot ETF hay là Future. Đấy, nếu như cái, người nào đăng ký dưới cái link giới thiệu của bạn thì các bạn sẽ nhận được cái hoa hồng mỗi ngày, đó là cái nguồn thụ động để các bạn có thể kiếm thêm một nguồn thu nhập, vô cùng là tuyệt vời đúng không ạ? Ok, đấy, thì như vậy thì trong video ngày hôm nay thì em cũng đã hướng dẫn cho mọi người rồi. Đấy, thì mọi người hãy nhanh chóng cho mình một cái tài khoản MEC. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.